Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên online nhé. Trong thời gian vừa qua thì bên em có đi lắp đồ thì cũng có mua được một ít con vang cơ của khách, nâng cấp từ vang cơ lên vang số hoặc là những cái mixer như thế này này, sẽ bán giá thanh lý cho các bác, giá rất là rẻ. Thì cái video này sẽ là cái video để báo giá và test từng chiếc vang cơ này một, để cho các bác có nhu cầu mua cái vang cơ thanh lý giá rẻ thì có thể liên hệ trực tiếp sang bên cửa hàng Văn Hoa nhé. Thì trước khi vào phần báo giá thì bác xem video, nhớ ủng hộ kênh bên em bằng cách nhấn nút like này. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh ở phía dưới góc màn hình bên phải. Thì đây là cái mục thanh lý hàng của khách, hàng thanh lý hàng nâng cấp. Tất cả những cái con vang cơ này là tình trạng như thế nào và sử dụng như thế nào thì sẽ test cho bác và báo giá chi tiết từng con một luôn. Thanh lý rất là rẻ và những con vang này toàn những con vang chất lượng, dùng cũng rất là ok. Báo cho anh em luôn và bao sử dụng cho anh em một tháng luôn. Tức là bác mua sản phẩm này và em sẽ bao bảo hành cho anh em một tháng, và cái giá thì sẽ là giá tại cửa hàng nhé, không bao gồm phí vận chuyển. Thì phí vận chuyển thì anh em ở xa, ví dụ trong miền Nam thì chắc là tầm khoảng độ trên dưới 100.000 gì đó. Còn anh em nào trong quả khu vực miền Bắc, miền Trung thì nó chỉ tầm 100.000 đổ lại thôi anh em nhé. Vì em ship là mình ship theo kiểu là tiết kiệm thì là giá nó sẽ rẻ đi đấy. Bây giờ sẽ test con đầu tiên ở đây. Anh em sẽ nhờ camera quay một chút để cho quát xem con vang cơ lách mở màn trong ngày hôm nay. Vang cơ lách Acoustic, con này là con FX9 Plus nhé. Các bác xem video nhớ hộ kênh Bên Hoa bằng cách nhấn nút like này. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới góc màn hình với giúp em nhé. Em ở địa chỉ là 320 Cao Lỗ, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội anh em nhé. Cái số mà anh em đặt hàng thì có là số 0825372999 này. Cái số Zalo thì anh em có thể inbox cho em vào trong cái Zalo này. Zalo anh em nhắn tin thoải mái nhé, không có bị chặn người lạ đâu. Là số là 0989584536 đấy, để có nào để tiện cho cái việc mình liên lạc với nhau. Ở đây thì sẽ mở màn cho cái buổi live ngày hôm nay là con vang cơ lách, và dưới này thì sẽ có những con vang cơ khác nữa như của hãng BFA này, của Acoustic. Con này là hàng hoàn của khách nhé, con hàng mới 100% bảo hành 1 năm, nhưng mà sẽ là báo cái giá là giá các bác cũng bị hàng bom hàng nhé, hàng bom thì em sẽ thanh lý luôn. Con dưới này là con FPBF9 này, cũng là hàng mới luôn, hàng mới 100% bảo hành 12 tháng cho anh em. Thì đấy là những cái con hàng bom. Bây giờ em sẽ quay lên trên những con hàng mà thanh lý cho anh em ngày hôm nay này. Con Lake Acoustic này, bây giờ sẽ test alo. Xin phép các bác là sẽ không có test nhạc vào đây nhé, chỉ test tiếng mic thôi, vì quan trọng nhất là tiếng mic nó hay là ok mà. Đầu tiên sẽ con đây là con vang cơ Lake Acoustic này. Này có nhìn này, con này thì là đầy đủ các cái cổng quang chống hú, cổng quang Bluetooth đầy đủ hết anh em nhé. Tức là sẽ có những cổng optical này, anh em nhìn này, cổng optical cái cầu này. Đây là cổng đổ vào là optical này, BT là Bluetooth này, USB này, hai cổng hoa sen 1, ốc 1, ốc 2. Những cái dòng sản phẩm này thì em bán rất là nhiều rồi. Dòng vang cơ trên kênh của Noa Audio thì báo giá cho anh em rất nhiều vang cơ và rất nhiều video hướng dẫn để cho anh em mua những cái dòng này. Ở trên này thì các bác nhìn thấy là con vang cơ Lake này là hàng chính hãng của thị trường đang bán, nó là con vang cơ Lake của tầng của công ty VLBO phân phối nhé. Đây là cái công ty mà phân phối cái dòng sản phẩm này và cam kết cho bác đây là sản phẩm chính hãng của Lake Acoustic, vì trên trường có rất nhiều hàng nhái. Những hàng này thì em mua về và em sẽ biết được, vào bên mua về sẽ báo cho bác là nó vang nhạc nó rất là hay. Bây giờ sẽ nghe em thử luôn này, cam kết chính hãng của công ty, giá thanh lý là 1.200.000 đồng nha anh em nhé. Bây giờ sẽ test thử cho anh em cái tiếng echo của nó này. 1 2 3, hướng dẫn anh em cách căn chỉnh luôn. Đây sẽ là cái này mình chưa chỉnh, em sẽ chỉnh luôn. Các bác xem này hơi mất thời gian một tí, nhưng mà ngược lại bù lại anh em sẽ chọn được cái con vang nó ok và giá nó rẻ. Cứ hiếm khi nào các bác nghe thấy cái phần nào có thời gian để test cho bác từng con một như thế này đâu. L 1 2, đuôi hơi dài đúng không? Đuôi hơi dài như này mới khi mà anh em hát sẽ ok. Lên 1 2, đuôi dài cắt bớt đi. Lên 1 2, có gì đâu
tháng ngày vui qua mất rồi, còn gì đâu em, thôi đừng đến. Rất là phê anh em nhé. Giá 1.200.000 đồng tặng cho anh em dây răng cắm, ví dụ như là anh em cắm con này xuống âm ly sẽ tặng dây răng cắm xuống âm ly và không bao ship, giá là 1.200.000 tại cửa hàng tặng dây răng đầy đủ nhá. Đây là con đầu tiên, bây giờ cứ test sang con thứ hai cho anh em xem là con này nhá. Xong một chiếc vang Kulex cho bác, bây giờ sẽ chuyển sang con thứ hai test cho bác này. Em tạm để thằng này đây. Vang Kulex cam kết là chính hãng 100%, tem bảo hành vẫn còn đây này. Tem vẫn còn hãng này. Của nhà phân phối đây. Quét cái mã này ra là biết hàng chính hãng hay không. Giá 1.200.000, mặt mũi rất là đẹp. Này. Một hai vết chấm bút xóa này của khách dùng này. 1.200.000 nhé. Tiếp theo đây sẽ bán cho bác con vang cơ BFA của công ty BFA bán. Quay cho bác xem luôn chiếc bút của nó. Này sẽ quay và chỉnh luôn cho anh em nhé. Chỉnh luôn cho các bác nào đang có nhu cầu mua thì vừa xem cái video này vừa được em chỉnh sẵn cho bác, về chỉ được cắm phối ghép với lại ở nhà thôi là xong. Đây. Quay nhanh cho các bác xem video này. À đây, có nguồn rồi. Đây nhá. Ok chưa? Đây, con xích vang cơ này thì vẫn có là con vang cơ của hãng BFA. BFA. Mã là K302L. Đấy, đây alo thử cho anh em này. 1 2 3 4 5 6 7. Cổng quang Bluetooth chống hú đầy đủ anh em nhé. Cổng quang này chống hú Bluetooth đầy đủ cho anh em. Đây là phím FPC, đây là cái phím chống hú này. Anh em nhả ra này là tắt chống hú và ấn vào bật chống hú này. Một vài tiếng là sẹt đấy, không rất là dễ. Bây giờ em sẽ test tiếng echo của nó luôn này. Đây 1 2 cũng rất là phê luôn nhá. Em sẽ để mặc định về giữa này. Mặc định về giữa cho anh em nghe thử đúng bản chất của nó. Lên 1 2 1 2 3 4 5 5 6. Đấy. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Hát lại đoạn đấy nhá. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi, còn gì đâu em. Đây nó vang hơi dài, sẽ giảm bớt đi. Giảm bớt đi đây đi. Lên. Đấy, sẽ ngắn bớt đi anh em nhá. 1 2 3 4 5. Còn gì đâu em, thôi đừng đến. Rất phê. Cái sản phẩm này bán 1.200.000 cho anh em luôn. Sản phẩm này bán 1.200.000 cho anh em luôn. Tất cả đều còn nguyên zin hết, từ A đến Z, tất cả tem mác đầy đủ và cam kết là chính hãng. 1.200.000 cho anh em. Giá này là giá sẽ tặng đầy đủ dây dắt cho anh em và giá bán tại cửa hàng luôn anh em nhé. BF Audio tem chính hãng này. Đấy. Có hai chiếc, anh em là nhanh tay thì còn nhá. Hai chiếc này BFA Audio tem mác đầy đủ đây, anh em tem xem này. Đó. Tất cả đều nguyên zin bên này cơ, bên tem bên này. Đấy, anh em nhờ kêu đang quay xem. Đấy, hai cái tem nó ở nguyên zin, em chưa có động chạm gì hết nhá. Giá sẽ là 1.200.000 đồng và tặng dây dắt cho anh em. Ok chưa? Phần chỉnh tròn thì rất là dễ rồi. Con này thì nó chỉ có 3 phần là chỉnh này, mic này, nhạc và echo. Đây đang chữ BT này đang nhấp nháy này, nó đang ở chế độ là Bluetooth nhá. Này quan nhìn đó, nhấp nháy chữ BT này là Bluetooth này. Anh em muốn cắm cổng quang thì anh em chữ OBT này ấn nút này. Đấy, sẽ ra cổng quang này. Hai bên này là cổng USB và cổng Costco này ít khi sử dụng. Đấy. Anh em check kết nối cổng nào thì anh em nháy nút input này vào cổng đấy là xong. Đấy, phần đây là phần echo này, đây là mic tone này, music tone này. Đấy, đây là phần chống hú này. Đấy, on rồi, được chưa? Lơ 1 2 tất cả đều hoạt động hoàn hảo bình thường. Ok. Một vài tiếng nhà sen này thì em tí em sẽ có vệ sinh một chút là xong. Đấy. Rất là dễ, có hai chiếc nhưng mà là 1.200.000 một cái. Rồi tiếp theo ở đây sẽ bán cho em con hàng bom của khách là con NS Acoustic này, S888. Giá 1.350.000 đồng. Con sản phẩm này thì nó có cả đi vợt luôn anh em nhé. Gì vợt, có cả đi vợt luôn. Delay này,
anh em nhìn thấy có hai sự delay trái và delay phải, rebit này, revert time này, revert volt, nên LBF là cắt tần số cho thấp gì và echo này, bát chép EQ của effect này. Ở dưới này sẽ có bát trung chép của micro, nên là chỉnh âm sắc của micro. Đây là music, là bát trung chép của nhạc. Và cái con này thì nó lại đặc điểm nó sẽ có cả cái cổng cắt sút ngay trên cái mặt này luôn. Như các sản phẩm khác thì là sẽ có cắt cốt ở đằng sau, nhưng sản phẩm này có cắt cốt ở ngay trên mặt này luôn. Chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng của loa sắt ngay trên cái mặt điều khiển của con sản phẩm LSA Baltic F888 này nhé. Giá sản phẩm này là sản phẩm mới, sản phẩm mới, và sẽ kết âm lại cho anh em nghe thử luôn. Sản phẩm này thì lỗ mic nó ở đằng sau anh em nhé. Một sản phẩm đây là vang số chỉnh cơ, vang số chỉnh cơ của LSA Baltic F888. Giá hàng thanh lý bom hàng cho anh em là 1.350.000 đồng, bao tặng dây jack đầy đủ và không bao ship. Alo. Sẽ test thử cho anh em nghe thử luôn. Vâng, thấy cái chất vang echo của nó rất là hay nhá. Dòng sản phẩm này nếu mà gia đình dùng thì các bác xin lỗi nó chấm hết luôn. Đấy, để em chưa test thử đâu. Đây đang để mặc định nghe anh em nhé, bây giờ sẽ test cái cô lên cho anh em nghe thử. Lô, 1, 2, 3. Nghe có cái chất âm của cái phần gì vợ. Có cái câu này thêm cái phần gì vợ, nó là tiếng nó là hay, đặc cấp. Hàng mới, 100%. Giá đang rất là tốt luôn, 1.350.000 đồng. Có gì vợ, bây giờ anh nghe thử cái chất gì vợ nó nhé. Em tắt cái phần echo này đi và tăng đây, tăng cái này ra, cái phần đi vào đi, chỉ để echo không lên 1 2 3 4 5 6. Còn gì đâu em, tháng ngày qua mất rồi, còn gì đâu em, thôi đừng đến. Đấy là chỉ có echo không thôi. Bây giờ thì test cái tính năng là tắt echo đi và cho đi vượt lên. Tính đi vượt lên nhá. Thì lên 1 2. Tiếng rất hay này, sáng cho đi vượt thang là chỉ đủ trễ. Thì đây echo tắt này đi. Lên 1 2 3 4 5 6. Để mỗi gì vợ thôi. Tăng cái gì vợ này lên nhé. Lên. Anh em có thể thấy chất gì vợ của này rất là đẳng cấp, rất là mạnh. Bộ xử lý gì vợ rất là mạnh. Được chưa? Hê hê. Rất là mạnh. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. 1.350.000 đồng, chất đặc cực kỳ đẳng cấp. Các bác xem video nhớ ủng hộ kênh bên em bằng cách nhấn nút like nhé. Bắt đầu xin đăng ký kênh thì nút đăng ký kênh ở dưới màn hình giúp em nhé. Hiếm khi có một video clip nào mà test chi tiết từng một chiếc vang cho các bác như thế này. Đó, này thì cô D, đó, này về không D V D V D 1 2 đó. Giá 1.350, các bạn nào nhanh tay bấm hộ em nhá. Em sẽ tắt sơn test sang con này cho bác này. Ở đây còn 2 chiếc nữa thôi. Các bác xem video cố xem nốt đoạn dưới này là có nhiều sản phẩm hay. Càng về sau thì càng nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý. Chưa thấy năm nào là giá đồ điện tử rẻ như năm nay anh em nhé, vì nó số lượng hàng quá nhiều. Ở đây thì trước mặt anh em đây là con cũng là sản phẩm của SP. Đây là một chiếc vang số chỉnh cơ SP, màn hình hiển thị rất là to đẹp. Giá là 1.650.000 đồng cho anh em, vang số chỉnh cơ, mã là BS9 nhé.
Giá này thì chỉ có tặng dây rắc thôi, không có bao ship được nữa. Ship nó hết ít thôi, em nghe từ đầu video em có nói qua rồi. Đây, đây, các bác biết này, đó. Đây, cho anh em xem luôn này, đây. Cổng quang chống hú, Bluetooth đầy đủ anh em nhé. Cổng quang chống hú, Bluetooth đầy đủ. Được chưa? Ở đây, quay chỗ cho anh em xem. Ba cái nút chỉnh là nhạc, mic và effect. Đây là phần delay, reverb, reverb time, echo này. Con này có reverb này. Những cái dòng hai con trên và con dưới này em có đều có reverb và giá rất là rẻ luôn. Giá sản phẩm này là 1.650.000 đồng tặng dây dắt. Đây em sẽ test thử cho anh em cái tiếng echo nó này. Ê, ê, ê. Một hai dẻo quánh luôn. Anh em hát cầu kêu quan họ hay là dân ca quan họ, dân ca quan họ hay là hát nhạc trẻ đều ok nhá. Lâu một hai còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. Lâu còn gì đâu em, một hai test thử cho anh em chất nhau tiếng gì vẫn rất là sáng luôn. Sản phẩm này ấy, thì nó có một cái hay là quay giờ gần đó em. Sản phẩm này có cái hay là em nhìn nhá, nó có một cái nút divert echo. Khi chúng ta xoay cái này sang bên trái này, đó là thiên về divert này, nó chỉ có tiếng divert không mà không có tiếng echo nhé. Đấy, đấy, có thấy không ạ? Một hai thì hát tiếng divert không, dành cho anh em nào hát tốt. Đi, muốn điện giọng phải hát tốt thì mới hát được. Đi, 1, 2, 4, 4, 5, 6. Đi. Khi nào anh em mình muốn trộn cả echo và divert thì anh em xoay cái này về giữa cho em. Đấy, xoay này về giữa. Đi, 5, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7. Cổng quang chống hú Bluetooth đầy đủ anh em nhé. Giá là 1.650.000 đồng. Chưa từng bao giờ thấy hàng nào mà rẻ như con sản phẩm này bên em. Hãy mà xem video kênh bên em bằng cách nhấn nút like nhá. Bây giờ sẽ quay cho bác tiếp một sản phẩm nữa là con hàng thành lý của khách là con BTE X9H này. Con này là vang số anh em ạ, không có cơ. Vang số 100%. Quay cấm lốt cho hai bác xem con cuối cùng trong cái buổi live ngày hôm nay. Đây là sản phẩm cuối cùng nha. Đây là con sản phẩm cuối cùng, là con chiếc vang số BTE X9H và giá của nó là 1.800.000 đồng. Và con này là vang số hoàn toàn, không phải là vang cơ. Sorry các bác, em không chịu tắt đẩy. Sorry anh em nha, không tắt đẩy cắm nó sẽ như vậy. Con này là vang số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, dòng vang số thì chống hú rất là tốt. Tuy nhiên anh em phải biết chỉnh thì hay được. 1, 2, chiếc này thì em chỉnh tương đối rồi. Anh em sẵn về chỉ cắm và dùng rồi. Mic này, effect này, ở đây là nhạc. Giá là 1.800.000 đồng. Con này thì tặng dây jack đầy đủ nha anh em nhá. BTE vang số rất là mạnh mẽ của dòng vang số. Đấy. Giá là 1.800.000 đồng. Ok chưa? Ở đây thì nhờ cơ đã quay đây một chút. Đây, quay này. Ở đây có một chiếc mixer. Mixer này thì vẫn hoạt động bình thường. Anh em nào mua về hát chơi cũng được. Có tận 8 line. Con này có 8 line, echo đầy đủ nhá, vẫn hoạt động bình thường. Giá thanh lý cho bọn anh em là, giá thanh lý cho em con sản phẩm này là giá là 850.000 đồng. Mixer 8 line, 8 cổng mic vào, có thể đánh, có 8 cổng vào này. Hai cổng này là hai cái tổng chính này. Để nằm đây cho anh em xem. Thấy bác thấy không? Tất cả đều hoạt động bình thường, em đã test rồi và cam kết là đúng như là quảng cáo. Thế là effect này, dùng mixer rất là dễ thôi. Con này mang nhạc mà chỉnh được, cắm được nhiều mic như này mà giá rẻ. Giá thanh lý là 850.000 đồng, 850. Đấy. Đây thì sẽ không có dây jack cắm test. Đây sẽ cắm một con jack này cắm ra
đẩy hoặc là âm đi này, mình sẽ cầm đây. Đây là vang nhại này, echo này, đây là phần equai để căn chỉnh nhạy, được chưa? Đây là chiếc áp tổng về trái và về phải, nó đẩy lên là chạy luôn, đã test qua chạy bình thường, giá 850. Giờ ok, thế toàn bộ sản phẩm bên em sẽ thanh lý cho bác trong cái buổi hôm nay. Nếu bác nào có nhu cầu gì hãy liên hệ trực tiếp sang bên cửa hàng bên em nhé. Cửa hàng em ở Đông Anh, Hà Nội. Xin chào lại các bác ở cái video clip tiếp theo nhé.